chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ ngày 16 tháng 8 trên kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và là cơn bão số 6 ở trên Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở cách khu vực quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Nam Đông Nam và cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Và đến 7 giờ ngày mai, mùng 7 tháng 8, thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, ở cách khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 80 km về phía Nam và cường độ sẽ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên cường độ và hướng di chuyển đi dọc theo ven biển các tỉnh Trung Bộ. Như vậy là vào khoảng đêm ngày mùng 7 tháng 8 thì vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Hiện tại thì hoàn lưu bão đang gây ra gió mạnh cấp 6, cấp 7 cho vùng biển ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Từ đêm nay mùng 6 tháng 8 thì ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai mùng 7 tháng 8 thì ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ thì gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng có thể có hiện tượng lốc xoáy. Và tiếp theo thì mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày mai trời nắng và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Tới chiều tối và đêm thì bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mưa lan từ phần phía Đông Nam ra toàn khu vực. Sang tới ngày mùng 8 tháng 8 thì nhiều điểm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ cũng giảm nhẹ và cao nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ. Sang ngày mùng 9 thì mưa giảm và nhiệt độ tăng dần. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mai trời nắng và mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Tới chiều tối và đêm thì bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang tới ngày mùng 8 thì mưa tăng cả về diện và lượng, nhiệt độ cũng giảm dần và cao nhất cũng chỉ phổ biến từ 27 đến 29 độ. Sang tới ngày mùng 9 thì mưa giảm và nhiệt độ thì cũng có xu hướng tăng dần. Ở khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ngày mai trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong chiều tối và đêm, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa vừa và dông, nhiệt độ giảm và cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là từ 30 cho đến 32 độ. Còn sang tới ngày mùng 8 và ngày mùng 9 thì mưa giảm, ngày nắng và nhiệt độ cũng tăng dần, cao nhất đạt ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai thì trời có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ. Sang tới ngày mùng 8 và ngày mùng 9 thì mưa giảm, ngày nắng và nền nhiệt độ thì cũng có xuống tăng dần. Ở khu vực Tây Nguyên, ngày mai có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi còn có mưa vừa, mưa to và dông. Sang hai ngày, ngày mùng 8 và ngày mùng 9 thì mưa giảm dần và thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày sẽ có nắng gián đoạn, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng sẽ không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì ngày mai sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì có mưa vừa, mưa to và dông. Tiết trời mát mẻ với nhiệt độ trong ngày cao nhất cũng không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Hai ngày tiếp theo thì mưa giảm, ban ngày trời nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ và cao nhất trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Ở khu vực thủ đô Hà Nội, ngày mai trời nắng, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 34 độ. Tới chiều tối và đêm thì bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang tới ngày mùng 8 thì mưa tăng cả về diện và lượng, nhiệt độ giảm dần và cao nhất phổ biến là từ 28 cho đến 30 độ. Còn sang tới ngày mùng 9 thì mưa giảm và nền nhiệt độ thì cũng có xu hướng tăng dần. Ở trên biển thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có mưa rào và dông mạnh trong ngày mai. Sau đó thì mưa giảm nhanh và ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Ở khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, trong ngày mai sẽ có mưa rào và dông làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km. Và gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau đó thì giảm dần về cường độ và hoạt động mạnh trở lại vào ngày mùng 9.
Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.